Mời bà con và quý vị đến với chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, thời gian vừa qua, tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, Trung tâm Khuyến Nông Tỉnh tổ chức hội nghị tham quan mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo Lai an toàn sinh học. Mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo Lai an toàn sinh học được triển khai từ tháng 5 với số lượng 1,5 nghìn con tại 9 hộ gia đình trên địa bàn phường, được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các hộ tham gia mô hình nuôi trên được hỗ trợ về tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống thức ăn, vaccine, thuốc thú y. Đến nay, đàn gà của mô hình đang sinh trưởng và phát triển ổn định, trong đó tỷ lệ sống hiện tại đạt trên 94%, trọng lượng trung bình đạt 2,2 kg một con. Dự kiến đến khi xuất bán trọng lượng trung bình đạt 2,5 kg một con. Giá xuất bán dự kiến 85.000 đồng một kg. Mỗi con gà Đông Tảo Lai cho thu lãi khoảng 50.000 đồng. Mô hình được đánh giá phù hợp với điều kiện chăn nuôi của tỉnh. Thịt gà có chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Thời gian gần đây, nhiều diện tích cây có múi trên địa bàn tỉnh ta bị bệnh ruồi vàng tấn công, gây rụng quả hàng loạt, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng quả. Các nhà vườn trồng cam tại thành phố Hưng Yên cho biết, bệnh ruồi vàng tấn công gây hại nhiều khoảng 2 tuần trở lại đây. Ban đầu là những vết chích nhỏ, sau đó vết bệnh lan rộng ra và gây rụng quả hàng loạt. Có cây rụng tới 20% số quả. Do bệnh xuất hiện nhiều, nhưng vào đúng thời điểm cây chuẩn bị cho thu hoạch, nên ngoài phòng bệnh bằng biện pháp như bao quả, dùng bẫy, các chủ vườn cần thu hoạch quả sớm hơn bình thường. Đừng để quả chín quá lâu trên cây, thường xuyên tỉa bỏ cành già, cành tăm, cành bị sâu bệnh, để vườn luôn được sạch sẽ và thông thoáng, hạn chế nơi trú ẩn của ruồi hoặc phun một số chế phẩm chiết xuất từ thảo mộc có tính xua đuổi ruồi vàng, không nên dùng thuốc hóa học phun trực tiếp lên quả khi sắp chín, vì ruồi nằm bên trong khó chết và lúc này quả sắp được thu hoạch rất dễ gây ngộ độc cho người ăn. Đến nay, toàn tỉnh gieo trồng được 6.800 ha cây trồng vụ đông, đạt 62% so với kế hoạch. Thời tiết hiện nay đang thuận lợi cho việc trồng cây vụ đông và cày ải, cày lật đất để đảm bảo hoàn thành kế hoạch diện tích trồng cây vụ đông 2019-2020 và chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ xuân 2020. Bà con nông dân làm tốt một số nội dung sau. Đối với cây vụ đông, chỉ đạo tập trung cao trồng các cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây, su hào, bắp cải, cải các loại để đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch trồng cây vụ đông đã đề ra. Bố trí trồng giải vụ, tránh trồng quá nhiều một giống trong cùng thời điểm gây dư thừa, khó tiêu thụ, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Tập trung thu hoạch những diện tích cây vụ đông đã tới kỳ thu hoạch, tiếp tục trồng gối lứa cây vụ đông mới bằng các loại rau ưa lạnh nêu trên, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm trước và sau Tết Nguyên đán. Đối với công tác phục vụ sản xuất vụ xuân 2020, phải tiến hành xẻ rãnh để gạn tháo, tiêu thoát nước thật nhanh trên mặt ruộng. Khi đất xe thì tiến hành cày ải, cày lật đất, huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, máy móc để cày ải, để đất được ải, nỏ. Sau khi thu hoạch cây vụ đông, cần cày lật đất ngay để hạn chế cỏ dại phát triển và diệt nguồn sâu bệnh hại lưu trú qua đông. Thời điểm kết thúc cày ải, cày lật đất trước ngày 25 tháng 12 năm 2019. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên hầu hết các hộ chăn nuôi vẫn chưa thể tái đàn với nhiều lý do khác nhau. Đến nay, toàn tỉnh đã có 144 trên 151 xã phường thị trấn của 10 huyện thị xã thành phố có dịch tả lợn châu Phi đã công bố hết dịch. Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ sau hơn 2 tháng công bố hết dịch, tuy nhiên hầu hết các trại lợn ở đây đều bỏ không hoặc nuôi các con vật nuôi khác. Ông Lê Xuân Khôi là một trong những hộ bị bệnh dịch tả lợn châu Phi sớm ở địa phương, nhưng cho đến nay ông chưa thể tái đàn. Hơn 20 con nữa là nó bị bệnh, là sắp sửa bán rồi, là nó bị cái là không dám bán nữa. Lấy mẫu máu cho nó đi tiêu hủy, từ nuôi giờ là khoảng 6-7 tháng rồi đấy. Vẫn phải tẩy uế, vẫn phun đều để cho nó hết dịch thì đã, chứ mới dám vào lại bị này rồi chết rõ. Mặc dù giá lợn hơi đã tăng lên 63.000 đồng một kg, tuy nhiên, giá lợn giống cũng tăng theo. Sau khi hết dịch, nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn, không còn đủ điều kiện để tái đàn. Giá lợn con ấy, bây giờ nó ở ngoài thị trường, thứ nhất là nó hiếm, thứ hai là nó giá cả nó cao, khoảng tầm trên 2 triệu một con. Cái nguồn vốn cạn kiệt, vaccine là chưa có, cho nên là mình vẫn sợ, là mình vẫn chưa dám tái đàn, vẫn khử trùng thường xuyên, cũng có khả năng là phải sang năm này, tái đàn. Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư cần chú ý. Theo chỉ đạo, việc tái đàn và phát triển chăn nuôi đàn lợn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tái đàn ở các chuồng trại khép kín, xa nơi ở và cách ly với người ra vào trang trại. Thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng và tái đàn theo lộ trình từng bước với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi. Bà con và quý vị thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn bà con và quý vị đã dành thời gian theo dõi.